Thì vậy người ta lùi, người ta lùi coi. Cái này mầm nó đẻ ấy nhá. Nó cắt đi cắt lại nhiều lần. Nhiều cây như cây này chặt mẹ đi bây giờ lại thiết lại đào đi kìa. Ừ. Nó gọi nó nuôi thân. Nó bắp lấy cái buồng. Kính như các cây chuối người ta có quả xong người ta chặt phát đến tận gốc nên nó lại mọc lên luôn. Với cả nó ta không để nó đẻ rung rung. Ừ. Người ta chỉ nuôi một cây chuối chính thôi. Đúng rồi. Để một hai mầm thôi. Chuối năm nay đắt mà. Cây chuối năm nay đắt. Lúc nó cần. Cái chuối đợt này đắt này kể các vườn cắt non. Chỉ có đắt thôi nhỉ. Không gì hơn. Ở phía đằng xa kia thì các bác đang chơi thả diều nhá. Ở đây toàn diều sáo đấy nhá. Ở đây hiện tại đang có hai con diều rất to. Quả diều siêu khủng của một bác trung tuổi nhá. Các bạn có thể nhìn thấy cuộn dây bác cầm trông to như là cái nồi cơm điện. Chúng ta vẫn đang xếp chuối lên nhé. Công nông thì làm mọi việc từ dọn rác vệ sinh môi trường đến chở đất chở cát, phục vụ nông nghiệp các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy quả diêu sáo 1 2 3 4 2 4 5 dàn sáo các bạn nhé. 5 dàn sáo được lắp trên con diều sáo. Đấy, gió to này lên được. À, bố vợ mấy con rể đi cùng đi thả diều các bạn nhá. Phải nói là quá chất. Uầy. Đây rồi. Không, tí nó đứng lên nữa thì nó mới đẹp. Lên rồi, nó lên đến đỉnh cái là được rồi. Cái ông này ông phải nói máu chơi nhỉ. Bố vợ con rể đi chơi diều với nhau. Cái này phải dây phải dài ra lứa thì mới lên được. Rồi.
Phải thả thêm dây ra. Mày chở chuối cho ai đấy? Đấy, lên rồi đấy, lên ngon rồi đấy. Gió to này không lên thì còn làm ăn gì. Con này mà hôm nó vẫn lên được mà. Này chỉ đéo. Nên cao phết rồi mà vẫn hơi chao nhỉ. Ôi lại xuống kìa, ôi trên kia gió to kia rồi mà vẫn xuống là làm ăn gì.